Thưa quý vị, thưa các bạn, Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây và nằm trên các trục giao thông, trục đường bộ, đường sắt Bắc Nam. Quảng Bình có tuyến đường biên giới giáp với Lào nên việc phát triển hạ tầng thương mại biên giới ngày càng được chú trọng. Nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới, tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch về việc phát triển hạ tầng thương mại biên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Theo đó, giai đoạn 2021 đến 2030, toàn tỉnh tập trung đầu tư khoảng 4 đến 6 chợ. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ biên giới khu vực cửa khẩu Cha Lo, cửa khẩu phụ Cà Giòng, khu vực Chút Mút nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại biên giới, góp phần đẩy mạnh hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và cải thiện đời sống của cư dân khu vực biên giới, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp khoảng 6 đến 8 kho hàng hóa tổng hợp, kho trung chuyển, bãi đỗ xe, bãi kiểm hóa, đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, xây dựng từ 4 đến 5 siêu thị tổng hợp hạng 2 và 3 tại khu vực các huyện biên giới, phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi, bách hóa tổng hợp, điểm bán hàng ở các khu đông dân và mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, các ngành địa phương cũng chú trọng phát triển các trung tâm logistics phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hoạt động trung chuyển, xuất nhập khẩu, kết nối hàng hóa từ vùng sản xuất đến khu vực cửa khẩu để xuất khẩu qua biên giới phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh Quảng Bình ban hành một kế hoạch phát triển cả cái hạ tầng thương mại miền núi biên giới của tỉnh giai đoạn 25-30. Và song song với cái kế hoạch đó thì chúng tôi cũng đã làm việc với các huyện miền núi vùng cao mà có các cái vùng biên giới cũng như các cái cửa khẩu để từ đó có thể là hình thành đến các cái chuỗi hạ tầng thương mại như là chợ, như là các cái trung tâm kinh tế cửa khẩu, rồi cả cái dịch vụ logistics, và đặc biệt thì liên quan đến địa bàn của thương mại biên giới của Quảng Bình ấy, thì như các bạn đã biết với cái cửa khẩu Cha Lo, cửa khẩu quốc tế Cha Lo là một trong những cái cửa khẩu mà có thể nói rằng là những năm gần đây với nước bạn Lào rất là phát triển trong 8 cặp cửa khẩu của toàn quốc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phát triển cái mạng lưỡi chợ biên giới từ chợ cửa khẩu đến chợ vùng biên, cũng như là phát triển các cái cửa hàng tiện lợi, các cái bách hóa tổng hợp để phục vụ các cái bà con đồng bào. Thời gian qua, Quảng Bình đã nỗ lực trong việc đầu tư, tuy nhiên kết cấu hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương biên giới. Việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này còn nhiều hạn chế. Vốn đầu tư xây dựng các chợ cửa khẩu, chợ biên giới và các công trình về hạ tầng thương mại miền núi, biên giới đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, trong khi việc thu ngân sách trên địa bàn chưa thể tự cân đối các nhu cầu thu chi, nên phải phụ thuộc phần lớn vào ngân sách trung ương. Thì nói chung cứ một tháng là 6 phiên, hôm 3, mông cứ mông 3, rồi mông 8, 13, hôm 8, cứ theo hướng đi. Còn hoạt động thì chờ thì bây giờ dân bản thì nói chung có rau thì bán rau, có gì bán gì nữa thôi. Chúng cũng có cái quay mở quay không, vì cái điều kiện là không có khách. Khách nói chung ở đây đa số là lâm rừng, rồi đi lâm thuê hết những họ. Có nghĩa cái này là bằng lái, tức là khách đến thì có cái nhu cầu rồi cơm, rồi phở, phía cái phục vụ. Còn dân bản thì nói chung cũng thấp thoảng, họ đi về thì họ cũng rán nữa. Cái chợ này cũng mới nâng cấp từ 2018 đến giờ. Nhưng mà nói chung là cũng ăn thua, cho nên với kinh phí của xa là vẫn ít. Cho nên dư nếu như mà ý mà nói chung là dân đâu kể mà ứng gốc thì tất cả là những cái môi trường là rồi là chợ này là phải làm lại, rồi thì nhà cầu vệ sinh, rồi nước sạch đâu kể để sinh hoạt trong cái chợ là theo ý của dân thế. Quảng Bình cũng đang là một cái tỉnh mà đang còn gặp rất là nhiều khó khăn về cái nguồn thu ngân sách. Cho nên thì việc đầu tư để phát triển cả cái hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội nói chung và kinh tế liên quan đến hạ tầng thương mại nói riêng ấy, thì hầu như là cũng đang còn có những cái hạn chế mà có thể nói rằng là không phải là một sớm một chiều mà có thể là khắc phục được. Cho nên là về khía cạnh là một sở chuyên ngành thì chúng tôi cũng có một cái kiến nghị đề xuất
với cả Bộ Công Thương, tức là tập trung hỗ trợ cho cả cái địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa, và đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng của Quảng Bình nói riêng và của cả cái tỉnh mà có cái địa bàn như chúng tôi nói chung ấy, đó là về các cái chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép vào cả cái chương trình của bộ, của ngành, để có thể là khi mà cả cái đề án đăng ký với các cái nội dung cụ thể của Sở Công Thương Quảng Bình gửi đến Bộ Công Thương, thì cũng mong là hội đồng của bộ xem xét hỗ trợ. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc. Đó là khi kinh tế xã hội vùng biên giới còn chậm phát triển, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng còn thiếu, đa số người dân chưa có mô hình sản xuất kinh tế, việc làm ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn thấp, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Kết cấu cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế cửa khẩu vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực cửa khẩu nói riêng và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung. Do vậy, Quảng Bình mong muốn chính phủ, các bộ, ngành, trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ thương mại, nâng cấp đường giao thông, nhất là cho các khu vực cửa khẩu biên giới, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa bàn miền núi có chung đường biên giới với các địa phương của nước bạn Lào.